lưng mà. Cha. Cha. Mẹ. 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 Dương Nghiệp, chẳng lẽ cả ba món tín vật này cũng không thể làm cho ngài xóa bỏ ý định giết con sao? Ngài hãy nhìn cho kỹ, đây là tướng la của chúng ta, ngài có thể ra tay giết nó sao? Chiến trường không có cha con, chỉ có quân lệnh. Được, nếu ngài không niệm tình cha con, hôm nay thiếp cắt đứt tình nghĩa phu thê với ngài. Tướng la, thì mày đi khỏi đây. Mẹ. Mẹ. Đi đâu? Mau bắt giữ tướng la cho ta. Đi thôi, đi. Rất nổi tiếng, nhưng thiếp đã nghiên cứu nhiều năm và tìm ra cách phá giải. Chỉ cây thương trong tay của ngài, đừng hòng thắng được thiếp. Dương gia thường pháp bắt đại tinh thâm, nàng không đủ khả năng phá giải đâu. Được, ba chiều đủ đánh bại ngài rồi. Ngàn nhiên muốn giết vợ giết con. Tướng la, bỏ thể ta về trại. Cha, cha, cha. Các con hãy cẩn thận đó. Chiêu này cha chỉ sử dụng khi đấu với mẹ con thôi, ở đâu con học được? Con chỉ cần xem một lần đã biết. Con nói sao? Cha không ngờ chứ gì. Con tuy là con có chút thông minh và nhưng con đã phạm trọng tội trong quân, không thể tha thứ. Cha, cha, dừng tay. Ngài từng thề rằng sẽ bảo vệ mọi người trong Dương gia, nay lại đòi giết tướng la, không giữ lời hứa. Ngài còn mặt mũi gặp người của Dương gia sao? Lúc này chính là lúc người của Dương gia chúng ta không thể đương đầu với chúng binh tướng trong quân nội. Chính Dương gia chúng ta đã làm loạn trong quân nội, Dương Nghiệp này không có khả năng trị gia, làm sao mà trị quân được? Giả lại sanh ra tên nghịch tử này, chúng tướng quân làm sao phục ta? Ta thật hổ thẹn với hoàng thượng, cho nên buộc phải giết Tứ Lan. Ngài, sau khi xử tử Tứ Lan, tự ta sẽ tạ tội với hoàng thượng, sau đó ta sẽ chết để cho nàng được hài lòng. Đúng là hữu lậu, ngài quả là càng già càng hô đồ. Cha, cha, cha. Không cần biết nàng nói sao, không ai được phép bước qua đây. Thiếp và các con không thể đứng nhìn, ngài hãy giết luôn chúng tôi đi, cứ không thể giết tướng lang được. Phải đó, đúng đó, có giết là giết luôn chúng con đi. Đi các huynh đệ không nên vì tôi mà mất đoàn kết. Tướng lang cam lòng chịu chết. Tướng ca, tướng ca, quân tiền cao cấp, phụ soái quân ra tiền tuyến chống địch. Được, chắc là quân địch đang tiến đến đây. Các con là người của Dương gia, có về trại hay không tùy các con định đoạt. Đứng dậy mau. Trong lúc này chúng ta tuyệt đối không thể mất đoàn kết. Con chạy mau lên. Không, hôm nay mẹ vì con bất chấp trở mặt với cha, từ bỏ tình phu thê nhiều năm trời. Còn chúng huynh đệ vì tôi bất chấp chống lại cha, chịu mạo hiểm, đối với tôi mà nói bao nhiêu đó đã đủ rồi. Kim này không ân hận, không cầu xin gì thêm.
Tôi không muốn bỏ trốn nữa. Tôi không muốn bỏ trốn đâu. Tứ Ca, trở về doanh trại chuẩn bị ứng chiến với quân Liêu. Dạ.